3 tiểu thuyết phải nghe trên Phonos. Ok, đây là 3 tiểu thuyết mình nghĩ bạn nhất định phải nghe trên Phonos. Đầu tiên là số nguồn cuốn sách dày nhất 1200 trang. Mọi người nhìn nè, nắp đọc hơi bị thản đó, nên là tôi đã thử nghe sách nói. Và trời đất ơi, nó dính lắm luôn á, rất là hay. Mình nghe hết rồi á, 73 giờ hả? Easy. Cuốn thứ hai, Hai số phận. Cuốn này mình đã đọc trong 3 ngày á. Nhưng nếu mọi người muốn nghe trong 21 giờ thì đây. Và cuối cùng, nhắc tới Phonos thì mình không thể bỏ qua Thiên Thần và Ác Quỷ. Mình đã nghe trên Phonos, quyển này là quyển đầu tiên luôn á. Các bạn nào đã đọc sách giấy rồi thì mình recommend các bạn hãy nghe thử sách nói một lần đi nha. Phải nói là cảm giác nó siêu chân thật luôn á. Từ hiệu ứng âm thanh, là âm nhạc đến hóa thân nhân vật và voice talent là sự quá là đỉnh. Về trà gào lên trong đau đớn. Chà, chẳng có mật mã nào hết. Ông cảm thấy mình sắp bất tỉnh. Nhất định các bạn phải dành thời gian để nghe một trong những cuốn sách mình vừa giới thiệu trên Phonos ít nhất một lần nha, để trải nghiệm cảm giác nghe sách bằng tai sống động đến thế nào. Tải Phonos và nghe ngay sách nói nha, tất cả chương 1 đều miễn phí.